Quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức mới nóng hổi mỗi ngày nhé. Ngay sau đây mời quý vị hãy cùng theo dõi chương mục Tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Bố diễn viên Minh Tiệp đột ngột qua đời. Thưa quý vị, mới đây nam diễn viên Minh Tiệp đã thông báo tin buồn trên trang cá nhân và được đông đảo đồng nghiệp bạn bè gửi lời chia buồn. Cách đây ít phút trên trang Facebook cá nhân của nam diễn viên Minh Tiệp, bất ngờ thay đổi ảnh đại diện thành màu đen, ngay lập tức hoạt động của anh nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó được biết bố đẻ của anh đã qua đời vào sáng nay, ngày 19 tháng 9 do bệnh tuổi già, ông hưởng thọ 94 tuổi. Khi được biết tin này, nhiều đồng nghiệp bạn bè, người hâm mộ đã để lại bình luận chia buồn với anh và gia đình và không quên động viên nam diễn viên sớm vượt qua nỗi buồn. Trước đó, hôm ngày 15 tháng 9, Minh Tiệp có chia sẻ những bức ảnh của bố anh đang nằm viện và vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào thăm. Rất xúc động khi được bác Xuân Phúc Thủ tướng đã dành chút ít thời gian thăm bố. Thay mặt cả gia đình, con cảm ơn bác nhiều, bông bố sẽ vượt qua, nam diễn viên viết. Được biết, bố anh gặp vấn đề về tuổi già, đã phải nhiều lần vào điều trị tại bệnh viện, dù bố Minh Tiệp năm nay đã 94 tuổi, nhưng nhiều lần anh hóng hỉnh gọi bố bằng anh. Nam diễn viên cũng từng nhắn nhủ đến fan hâm mộ. Cả nhà hãy dành thời gian khi có thể để cho bố mẹ sinh ra mình nhé. Dù bận đến mấy cũng hãy dành thời gian cho bố mẹ của mình dù không nhiều, vì đó là niềm vui duy nhất của các cụ. Mình cha già con cọc nên mình cảm nhận được rất rõ điều đó. mẹ ca sĩ như quỳnh đột ngột qua đời từ khi chập chững bước vào con đường ca hát và đến tận bây giờ như quỳnh vẫn luôn có được sự ủng hộ tuyệt đối từ mẹ mình với riêng như quỳnh mẹ không chỉ có công sinh thành mà đối với cô còn là một người chị người bạn lớn nữ ca sĩ cho biết thường gọi mẹ và chị và xưng em rất nhiều người đã tỏ lòng ngưỡng mộ sự thân thiết của hai mẹ con như quỳnh mỗi khi bạn bè như quỳnh đến chơi mẹ nữ ca sĩ thường hài hước gọi mình là mẫu hậu và gọi như quỳnh là na tra Hôm qua ngày 14 tháng 9, mẹ Như Quỳnh trút hơi thở cuối cùng. Biết được thông tin này, diễn viên Đức Tiến, MC Ngọc Hân và fan đã gửi lời chia buồn đến cho gia đình Như Quỳnh. Như Quỳnh là ca sĩ nổi tiếng một thời với những ca khúc làm nên tên tuổi của cô trong lòng người hâm mộ như Người tình mùa đông, Chuyện hoa sim, Đường xưa lối cũ, Mùa hoa bí, Chuyến đi về sáng sang Mỹ từ năm 1993, cô là ngôi sao nổi tiếng hải ngoại với gương mặt đẹp, giọng hát ngọt ngào tình cảm chiếm trọn tình cảm của không biết bao nhiêu người một thời. Với dòng nhạc trữ tình quê hương, hiện như Quỳnh đang là mẹ đơn thân của đứa con hơn 11 tuổi, tên thân mật là Melody. Cô sống cùng con gái ở miền Nam California của Mỹ. trực tiếp lễ viếng nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng, Trường Giang Đàm Vĩnh Hưng và loạt sau việc đến tiễn đưa. Quý vị thân mến, kể từ khi Thanh Hoàng qua đời vào chiều 26 tháng 7, các nghệ sĩ miền Nam đã tới tiễn biệt anh và chia buồn với gia đình. Tối 28 tháng 7, Trường Giang và Chí Tài cùng đến viếng sau khi kết thúc công việc ở trường quay. Trường Giang cho biết anh rất không phục tài năng diễn xuất của cố nghệ sĩ và theo mười khó, đàn anh là người có diễn xuất biến hóa có thể diễn tâm lý tốt nhưng diễn hài cũng rất duyên dáng chí tài và hồng thơ bùi ngùi trước sự ra đi sớm của đồng nghiệp hai nam danh hài dành nhiều lời khen và sự ngưỡng mộ về những cống hiến đáng quý của thanh hoàng với sân khấu miền nam tuyền mập xót xa trước sự ra đi của thanh hoàng cô và cố nghệ sĩ đã từng tham gia nhiều phim truyền hình cùng với nhau Đàm Vĩnh Hưng đến tiễn biệt Thanh Hoàng lần cuối sau khi chạy show về lúc 22 giờ. Vốn là fan kịch nói nên Đàm Vĩnh Hưng rất thích diễn xuất và những vợ diễn của nghệ sĩ Thanh Hoàng. Sự ra đi của nghệ sĩ Thanh Hoàng để lại niềm tiếc thương với đồng nghiệp và khán giả. Không chỉ tham gia diễn xuất, viết kịch bản, Thanh Hoàng còn đảm nhận vai trò giám đốc sân khấu 5B. Nghệ sĩ Duy Phương đến viếng Thanh Hoàng, năm qua anh vướng ồn ào khi bị vợ cũ tố là bạo hành trên sóng truyền hình. Vợ chồng Lâm Vĩ Dạ và Hứa Minh Đạt thấp hương tiễn biệt đàn anh thanh bạch chia sẻ nỗi đau lớn với vợ thanh hoàng chị phương đào túc trực bên linh cữu hai ngày qua chị bật khóc mỗi khi nhắc lại kỷ niệm về chồng huy khánh và thanh tước từng hợp tác với thanh hoàng ở nhiều phim truyền hình trong ký ức của họ người đàn anh luôn làm nghề nghiêm túc và chỉnh chu vợ chồng lan ngọc và thanh bình lặng lẽ đến viếng cố nghệ sĩ MC Trác Thiên Miêu xúc động thắp hương từ biệt một tài hoa của làng kịch Sài Gòn. Các Phượng và Kiều Minh Tuấn chia sẻ nỗi đau mất mát với vợ con Thanh Hoàng. Trước đó khi vừa nghe tin anh qua đời, các Phượng viết Em không muốn nói lời vĩnh biệt anh, em chỉ muốn nói lời tạm biệt. Một người anh tâm huyết với nghề, ai an nghĩ anh nhé. Anh em mình không sớm thì muộn sẽ gặp nhau thôi. Diễn viên Phi Phụng và Thụy Mười xót xa khi nhìn di ảnh của cố nghệ sĩ. Con trai cố nghệ sĩ Thanh Hoàng từ Mỹ về, quỳ khóc bên linh cữu cha. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ Thanh Hoàng qua đời vào chiều 26 tháng 7 vì bệnh ung thư. Trưa 28 tháng 7, con trai đầu của nghệ sĩ đã trở về chiều tháng cha, anh đang học chuyên ngành xây dựng ở Mỹ. Ôm hai con trai, chị Phương Đào khóc nức nở. Chị chia sẻ sự ra đi của chồng để lại khoảng trống mênh mông trong lòng và gia đình mình. Anh chị đã có hơn 20 năm gắn bó mặn nồng. Nhìn mặt cha lần cuối, con trai Thanh Hoàng ôm mặt bật khóc. Đối với hai con trai, cố nghệ sĩ được đánh giá là người cha mẫu mực, yêu thương con hết lòng. Chị Đạo cho hay, hai con trai đều có khả năng diễn xuất giống như bố của mình. Lê Giang cũng đến để từ biệt người anh đáng kính trong nghề. Nghệ sĩ chánh tính và vợ thành kính phân ưu, nam nghệ sĩ từng dựng thành công vở kịch cha yêu do Thanh Hoàng viết kịch bản. Chánh tính xúc động nhìn linh cửu bạn ra đi của Thanh Hoàng là tổn thức với sân khấu miền Nam nghệ sĩ tú hữu quốc và thoại mỹ đến thắp hương đưa tiễn đàn anh nghệ sĩ tú hữu châu nghẹn ngào đến viếng đồng nghiệp thân thiết của mình Diễn viên hài hữu nghĩa tiếc thương đồng nghiệp ra đi quá sớm anh cho biết trước nể phục sự cố gắng của cố nghệ sĩ bởi vì sự đào sâu tâm lý nhân vật và những cách diễn đầy cảm xúc đến đưa tiễn thanh hoàng hành thúy không kìm được nước mắt chỉ cho biết không ngờ anh lại ra đi quá nhanh khi còn nhiều những dự định gian dở cho nghệ thuật Nhà thiết kế sĩ Hoàng Tiết Núi trước sự ra đi của người nghệ sĩ gạo cội. Nghệ sĩ Hai Anh Vũ, anh kể là cũng có thời gian được Thanh Hoàng giúp đỡ, hướng dẫn về nghề khi mới ở sân khấu Phú Nhuận. Đạo diễn Lê Quốc Nam đánh giá Thanh Hoàng là diễn viên tài năng nổi bật của sân khấu miền Nam, nét diễn của cố nghệ sĩ vừa chân thực, vừa hài hước và duyên dáng. Nghệ sĩ Quốc Thảo đau lòng khi đồng nghiệp thân thiết ra đi, anh cùng Thanh Hoàng trưởng thành từ những ngày đầu ở sân khấu 5B. Đạo diễn Hai Tết Đất Bắc Phạm Đông Hồng qua đời vì độc quỵ. Thưa quý vị, thông tin từ nghệ sĩ Trà My cho biết đạo diễn Đông Hồng, người vẫn được mệnh danh là Trùm Hài Tết Đất Bắc, đã qua đời vì độc quỵ vào lúc 20 giờ 8 phút ngày 15 tháng 9 tại Bệnh viện Sanh Bôn, Hà Nội, hưởng dương 63 tuổi. Nghệ sĩ Hài Trà My cho biết thêm, vào chiều ngày 15 tháng 9 khi đang dự đám dỗ một người quen, thì đạo diễn Phạm Đông Hồng lên cơn nhồi máu cơ tim Ông được người thân đưa vào bệnh viện Sanh Bôn cấp cứu, nhưng khi vào đến bệnh viện thì ông đã bị chết não. Dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh quá nặng nên ông đã qua đời vào lúc 20 giờ 8 phút. Cách đây đúng một ngày, nam đạo diễn vừa chia sẻ với phóng viên về kế hoạch thực hiện hài Tết năm nay. Theo đó, ông dự định năm nay sẽ bắt tay làm hai phim hài Tết, trong đó một phim đã tương đối hoàn thiện kịch bản và ekip đang chuẩn bị được khởi quay. Đạo diễn Phạm Đông Hồng sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm văn hóa nghệ thuật. Bố là đạo diễn, nguyên giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Ninh, mẹ là nguyên giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Ông từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh và có nhiều năm tu nghiệp tại Nga, Đức, Mỹ. Ông được giới trong nghề gọi vui là Trầm Hài Tết Đức Bắc vì từng lại đạo diễn của nhiều phim hài Tết như là Râu quặp Thầy Dõm, Lên Voi, Người Ngựa Ngựa Người, Trẻ Con Công An Tịch Chó, Cả Cấp Gặp Bà Già, một ngày ở trần gian cổ tích thời a cồng, cả ngố giấc mơ quan trường trường quang bờm enter đặc biệt là series phim hài chôn nhời một hai ba bốn với sự tham gia của cố nghệ sĩ ưu tú phạm bằng nghệ sĩ ưu tú quang thắng nghệ sĩ ưu tú minh hằng nghệ sĩ ưu tú kim oanh đạo diễn phạm đông hồng được giới trong nghề đánh giá là người tài năng say mê và rất tâm huyết với nghề đặc biệt ông rất chú trọng việc truyền lửa cho thế hệ trẻ hàng năm công ty của ông vẫn mở các lớp đào tạo diễn viên dành cho những người yêu thích đóng phim với sự giảng dạy của nhiều nghệ sĩ tên tuổi đạo diễn phạm đông hồng cũng được nhiều người đánh giá cao khi rất biết chọn mặt gửi vàng ông thường đặt diễn viên vào đúng vị trí để họ phát huy được thế mạnh và sở trường của mình ông từng viết kịch bản theo kiểu đơn đi đóng giày cho từng diễn viên nếu nhắm diễn viên nào vào vai này thì sẽ viết kịch bản cho phù hợp với người đó Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.